Mẫu vật còn sót lại của một chiếc thuyền độc mộc được trưng bày tại bảo tàng tỉnh cực Nam trên biển Andaman của Thái Lan cho thấy tổ tiên cha ông nhiều đời của những người dân sinh sống dọc theo vùng biển của những nơi này từng làm nghề đánh cá ngoài biển để mưu sinh. Một gia đình tại làng chài Ban Muôn Ngẩm ở tỉnh Songkhla ngày ngày cũng ra khơi để đánh bắt hải sản. Chiều về, họ kéo thuyền lên bãi nghỉ ngơi để ngày mai lại tiếp tục công việc thường nhật đó. Tuy nhiên, khác với chiếc thuyền độc mộc được đẽo từ một thân cây trưng bày tại bảo tàng tỉnh Sa Tụn, nay chiếc thuyền đánh cá bằng gỗ của gia đình ngư dân mà chúng tôi gặp lớn hơn nhiều và được trang bị máy nổ chạy bằng dầu diesel và những ngư lưới cụ hiện đại chứ không quá thô sơ như cha ông họ ngày trước. Thuyền cũng được sơn phết và trang trí hoa văn rực rỡ. Theo ông Umak Suwankek, ngư dân trưởng làng và cũng là chủ nhân của chiếc thuyền vừa mới được kéo lên bãi, thì trung bình thu nhập của họ chỉ chừng từ 1.000 đến 2.000 bạt mà thôi, tức khoảng 30 đến 60 đô la Mỹ một ngày. Ông này cho biết cách đây chừng chục năm, số lượng hải sản ngoài biển nhiều hơn, nhưng nay nguồn hải sản bị giảm sút đáng kể. Lý do là bởi con người đánh bắt một cách tận diệt, bất kể cá lớn cá bé đều bị săn lùng. Trước tình hình đáng ngại về nguồn lợi giảm sút khiến cho đời sống khó khăn, ngư dân trong làng Ba Muôn Ngam cùng nhau hình thành hợp tác xã để hỗ trợ cho nhau trong công việc. Họ nhận được nguồn vốn vay từ chính quyền để trang bị tàu thuyền và các loại ngư cụ. Khoản vốn vay ban đầu mà mỗi thành viên của hợp tác xã nhận được, theo ông Umak cho biết là từ 80.000 đến 100.000 bạt. Và sau 3 năm họ mới phải trả lại dần dần. Đối với những ngư dân tại làng Bantang Yungpo ở tỉnh Sa Tun bên biển Andaman, thì ngoài hoạt động đánh bắt gần bờ như ngư dân tại làng Ban Muôn Ngam, họ còn tiến hành nuôi cá trên biển cận bờ. Có bè dựng lên một mái nhà lá và chủ nhân ở luôn tại đó để chăm sóc cá và canh giữ không để những thành phần bất hảo đến ăn cắp thành quả lao động của họ. Theo ngư dân trên chiếc bè nuôi cá có dựng nhà, thì họ mua cá con về thả xuống những vuông lưới trong bè, hằng ngày cho ăn thức ăn mà họ chế biến ra, sau 6 tháng cá lớn và có mối đến mua. Dù là một chiếc chòi lá trên bè nuôi cá, nhưng người ngư dân tại làng Bantang Yongpo có đặt trên mái chòi một tấm pin mặt trời để lấy điện cho sinh hoạt vào ban đêm. Tại cả hai làng, Ban Muôn Ngam và Bantang Yongpo, chủ yếu những người đàn ông trung niên tham gia công việc ra biển đánh bắt hải sản và đưa về cho các phụ nữ trao đổi mua bán. Như trình bày của người ngư dân Thái Lan tại làng Ban Muôn Ngam, cuộc mưu sinh của họ vẫn còn đầy khó khăn. Thực tế, khó khăn đó biểu hiện rõ qua nét mặt và nhà cửa còn huỳnh toàn của họ. Tuy nhiên, những ngư dân đánh bắt ven bờ của Thái Lan còn cho biết đồng nghiệp ra xa bờ của họ cũng không phải chịu cảnh bị tàu nước khác xua đuổi, bắt bớ như tình trạng của ngư dân Việt Nam tại miền Bắc và miền Trung, mà cơ quan chức năng chưa thể giúp được gì cho họ để giải quyết vấn nạn đó. Gia Minh tường trình từ Thái Lan.